Thưa quý vị và các bạn, tuyển sinh đại học năm 2018 hứa hẹn sẽ là một mùa tuyển sinh sôi động. Trong đó có một số cơ sở giáo dục đại học đã đưa ra những phương thức tuyển sinh mới, tiệm cận với cách thức tuyển sinh của các trường đại học trên thế giới. Và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Ngoài việc có nhiều điểm mới trong phương thức xét tuyển để tạo lợi thế cạnh tranh, nhiều trường đã đưa ra những điểm mới trong đào tạo như đẩy mạnh kết hợp với doanh nghiệp hay đào tạo song bằng kết hợp với chương trình cấp học bổng, học phí ưu đãi cho sinh viên. Chúng tôi thì đặc biệt chú trọng tới kỹ năng nghề của các chuyên ngành đào tạo trong nhà trường trong quá trình đào tạo. Đó cũng là cái lý do mà sinh viên của chúng tôi có thể có việc làm ngay từ khi sinh viên chưa ra trường. Chúng tôi dành cái quỹ học bổng rất là lớn cho các sinh viên có điểm đầu vào cao và hoặc là cái quá trình đào tạo có cái kết quả học tập cao, và thậm chí là với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc là gia đình chính sách.